Chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại 5 giờ 35 phút sáng nha các bạn. Thứ 6 ngày 6 tháng 10 các bạn ơi. Thì hôm nay mình bắt đầu mình lên thuốc kích ra hoa cửa một cái lô xe Tết nha các bạn. Bây giờ rồi sẵn đây mình ra máy mình cũng cho các bạn xem sơ sơ qua cái giai đoạn xoài mình hiện tại nha. Đây. Xoài đã xử lý bất lo gốc và phun hai cử tạo mầm và phun chặn đọt chuyển mầm cử cuối nha các bạn. Lá hiện tại nói chung rất là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn xem thông cảm nha, lý do còn sáng quá là sớm luôn các bạn. Mình tranh thủ phun sớm để cho nó mát các bạn ơi, nên hiện tại quá là sớm luôn. Các bạn xem thì tối hơn một tí xíu nha các bạn. Chịu khó các bạn ơi. Nói chung là dàn lá rất là đẹp nha. Thì cái đợt xoài Tết này mình có cũng 3-4 giống xoài các bạn. Thứ nhất là các chu nè, các hoa lộc nè, đài loan nè và sim núm nè. Đó, quá là đẹp luôn các bạn. Thì trên đường ra máy thì mình cũng cho các bạn xem sơ sơ qua giai đoạn lá nha các bạn. Nhìn chung là quá là đẹp luôn các bạn ơi. Chủ yếu là chia sẻ để các bạn tiện nắm được cái quá trình làm xoài, xử lý xoài của mình theo từng giai đoạn thôi. Quá là đẹp luôn mọi người. Rồi thì mình cũng đã cho các bạn xem sơ qua cái giai đoạn xoài của mình hiện tại nha các bạn. Giờ thì cách mình áp dụng thuốc để kích gốc hoa cửa một á, chủ yếu là chia sẻ các bạn để xem tham khảo nha. Nước thì giờ mình cũng đã bơm sẵn rồi, phi của mình là phi 220 nha các bạn. Đây, 5 giờ 37 phút rồi. Thì hôm nay mình áp dụng thuốc kích gốc hoa cửa một đối với cái lô xoài Tết nha, nguyên đáng nha các bạn. Thì mình tiếp tục là sử dụng vô thái F4, vô thái chem, chiên kích cửa một, cửa hai. Vô thái chem nha các bạn. Và có phanh tròn chữ RR mới đúng là hàng chính hãng nha. Đây thì túi nó cũng là mũ trong luôn. Mình nhìn thấy thuốc bên trong màu hồng hồng hường hường rất là đẹp nha các bạn. Thì cái màu này thì các bạn để dễ dàng phân biệt đâu là hàng chính hãng, đâu là hàng không chính hãng các bạn. Vì hiện tại trên thị trường thì cũng khá là nhiều dòng vỏ thái nha. Thì mình sử dụng là 1 kg lô, gói như thế này là 1 kg nha các bạn, áp dụng cho phi 220. Đây. Địa chỉ của công ty đây các bạn, số 7C Trương Thị Ngào, khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì vô thái chem này thì nằm ở thành phố Hồ Chí Minh chứ không ở các tỉnh thành khác nha. Các bạn lưu ý nha, nếu mà thật sự là tìm hiểu về sử dụng về dòng kích vô thái F4 nha các bạn. Rồi mình kết hợp thêm một lon mềm đầu cửa, đánh thẳng vào cửa một luôn. Thì cái chiến gọi mình đã có test rồi. Thì mình đổi chiến thuật là cửa một mình kết hợp mềm đầu cửa ngay cửa một cho thấy hiệu quả rất là tốt nha các bạn. Mềm đầu cửa thì gói nó kết hợp mềm đầu cửa là 200g nha. Thêm 1 kg F4 sử dụng cho phi 220 lít nước các bạn ơi. Rồi chỉ đơn giản như thế thôi các bạn. Mình sẽ áp dụng thực tế để cho các bạn thấy nó rõ hơn, dễ hiểu hơn nha. 1 kg vô thái F4 cho phi thứ nhất nha các bạn. Tiếp theo thì 1 kg vô thái F4 cho phi thứ hai. Này các bạn thấy nè, đổ F4 vô cái nó lên nước màu hồng liền. Đây các bạn, màu rất là đẹp nha các bạn. Màu này thì mình để dễ dàng phân biệt luôn các bạn ơi, đâu là hàng chính hãng và không chính hãng, nếu thật sự các bạn cần thiết để sử dụng nha. Còn mình không cần thiết sử dụng thì
khỏi cần phải chú tâm vào những gì mình nói nha các bạn. Rồi tiếp theo là mềm đầu cửa phiên thứ nhất. Rồi cuối cùng là mềm đầu cửa cho phiên thứ hai. Đợt xe Tết này mình kích cũng khá là nhiều đây các bạn ơi. Chắc tầm khoảng hai mấy phi á. Tập trung vào cái lúa xe Tết này rất là kỳ vọng luôn các bạn. Mình hy vọng nó sẽ được như ý nha. Rồi các bạn, để mình điểm sơ lại tất cả dòng thuốc mình kích cái hoa cửa 1 nha. Thì 1 kg vô thái F4, chiên kích cửa 1, cửa 2. 1 lon mềm đầu cửa 200g. Tất cả mình áp dụng cho phi của mình là phi 220 lít nước nha các bạn. Bắt đầu phun xịt thôi các bạn ơi, tranh thủ sớm mát nha. Rồi bắt đầu phun xịt thôi các bạn ơi. Hy vọng cái đợt xe Tết này trúng mùa nha các bạn. Nói chung tình hình xoài năm nay làm khá là eo ọt luôn. Đợt trái rồi thì mình hiện tại cũng lớn hơn cổ tay. Rồi các bạn ơi, các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.